Xin chào tất cả mọi người, lại là cô Giang đây. Hôm nay mình đã bị mất tiếng rồi bởi vì hôm qua mình chạy đi uống rượu. À nhầm, uống bia. Say hết, hò hết. À, hôm nay mình đã bị mất tiếng. À, đây là khuôn mặt buổi sáng của mình. Hôm nay là chủ nhật và mình sẽ đi chiều thì mình sẽ đi đi đâu nhỉ? Chết rồi, não ơi. Não ơi, về đi con. À, chiều mình sẽ đi ăn với Linh. Em Linh, em bé yêu quý của mình. Chiều 4 giờ thì bọn mình sẽ đi cà phê. Bởi vì đã hẹn với nhau là có rất nhiều chuyện để nói. Cái gì này? À, cái tai. Bọn mình đã hẹn là có rất là nhiều chuyện để nói với nhau. Thế là bọn mình đã hẹn nhau từ 4 giờ chiều đi cà phê. Bây giờ mình sẽ ngồi kiếm quán cà phê để hẹn Linh. Sau đó bọn đi cà phê xong thì bọn mình sẽ đi ăn tối ở Skewer. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đi dọn nhà. Bởi vì hôm qua sau một đêm say thì mình đã trash, đúng là gọi là trash cái nhà của mình một cách kinh khủng luôn đi. Và dạo này cũng không ở nhà nhiều nên là để nhà hơi bừa. Nên hôm nay chủ nhật thì mình sẽ dọn nhà. Skin care, đánh răng rửa mặt. Xong rồi sẽ phải ngồi làm việc một chút. Rất là nhiều việc nhưng mình lại chưa có gì ra đâu vào đâu hết. Mình cần có một cách làm việc hiệu quả hơn. Thay vì việc nước đến chân mới nhảy. Ok, bây giờ mình sẽ mình nên đi dọn nhà trước hay sao nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ dậy đánh răng rửa mặt skin care. Sau đó mình sẽ dọn nhà thôi, mình sẽ cho các bạn xem nhà của mình. Ok. Xong rồi chiều bọn mình sẽ đi chơi. Ok, let's go. Một đêm say. Một đêm say. Con ơi. Trời ơi, what the fuck. Ôi trời ơi. Trời ơi. Tôi đã làm gì thế này? Rồi đây. Thôi, mọi người đừng vào đây. Ok. Đây là phòng vệ sinh của mình. Bây giờ mình phải skin care nhưng mình không biết đặt máy như thế nào cho nó thông minh. Đấy. Cái chỗ này không có chỗ đặt máy mọi người ạ. Quay trong chế độ này vậy. Mình sẽ quỳ xuống dưới đất. Không mang tripod về Việt Nam rồi. Thế nên là chắc phải đi mua cái mới. Chỉ mang mỗi cái cầm tay thôi á. Thế nên là giờ không biết đặt camera như thế nào. Ok, giờ thì mình sẽ phải rửa mặt đã. Hôm qua nhá. Hôm qua về say không rửa mặt. Cô gái thật là hư. Thế là bây giờ mình phải tẩy trang. Nó đừng cho là hôm qua ngủ chắc nó cũng bay hết rồi. Còn mỗi cái lông mày. Lông mày còn nguyên. À không, lông mày cũng bay rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ bình thường sẽ tẩy trang bằng dầu. Đi ông ngược cái tai rồi. Nhìn trong gương có béo lắm đâu nhỉ? Sao lên ảnh béo thế? Sợ thật. Thế mới nói. Tại sao các bạn diễn viên đó cứ phải giữ cân? Tại vì lên camera là kiểu cộng 5 cân. Ai cũng bảo thế.
Mà từ hồi về Việt Nam đến giờ không thể nào giảm cân nổi luôn ý. Muốn xuống 47 cân khó quá, cứ xuống được 48 xong lại lên lại. Chán, không gì nói. Ok, rửa mặt. Đây là sữa rửa mặt mình đang dùng. Miu. Rồi, khá là thích. Nó không bị nhiều bọt quá, nó không bị khô quá. Mình đang định đi làm lông mày. Để buổi sáng từ giờ không phải cài lông mày nữa. Thật sự đấy, lười lắm luôn ấy. Chỉ muốn dậy và đi ra đường thôi. Mình đã đi nhậu với cả công ty của bạn và mình đã dọa cho các anh ấy sợ quá hay phải. Thường thì sẽ rửa mặt khoảng 30 giây đến 1 phút. Cái mặt bư quá đi. Đứng dậy, rửa mặt. Và đây là khuôn mặt không còn gì hết. Khuôn mặt tròn xê của cô gái. Bình thường thì nếu mà vội buổi sáng mà mình hay phải đi học đi làm nữa. Dính nước lên đây rồi. Bình thường mà phải đi làm hoặc đi vội đi đâu đấy thì mình sẽ chỉ dùng mỗi cái này thôi. Và kem mắt và kem chống nắng. Nhưng mà hôm nay ở nhà có thời gian, thế nên là mình sẽ skincare tử tế một tí. Hôm qua mình đã định đắp mặt nạ nhưng mà về nhà ra rồi ngủ rồi, không có tẩy trang. Để mình để cái camera ở đây nhá, đừng rơi nha con. Ok thì nhờ nhở, bình thường buổi tối thì mình hay dùng cái Essence của SK2 và nó đã đi chắc là cái chai này nó sắp hết rồi. Nhưng mà buổi sáng thì mình hay dùng cái này. Nhớ là phải thoa xuống cả cổ nhé. Hôm nào mình sẽ làm một video đắp mặt nạ. Mình có rất nhiều mặt nạ luôn ý. Đợt trước kiểu mua để test để làm sao. Thế là mua một đây một đống. Sau đó là mình sẽ dùng vitamin C. Cái này của Drunk Elephant. Cái này thì cái vitamin C thì nó hơi bị đổ dầu ở hơi bị nhớt. Nó các bạn nó da dầu thì nó hơi bị nhớt một tí, nhưng mà mình không make up hay không đi đâu thì mình cũng vậy nên thôi. Đến buổi chiều đi chơi thì sẽ rửa mặt lại rồi mình sẽ make up sau. Mình make up thần tốc lắm, chắc chỉ 10 phút. Có một kiểu đánh hoài luôn, đánh ly đánh lại. Trời ơi, ấy chán nó bóng nhảy luôn. Xít. Ngồi xong rồi sẽ đến kem mắt. Kem mắt thì đang dùng cái này là của Origin. Và buổi tối thì mình sẽ dùng cái này của
philosophy. Cái này thì nó chống lão hóa nhiều hơn. Cái này thì nó yeah. Cái này thì nó có nhũ. Cái này thì dùng buổi sáng. Ôi. Mình nghĩ là mình sẽ nghỉ nhậu. Thế dạo này da xấu kinh khủng. Da không được đẹp như hồi xưa. Hồi ở Mỹ. Cũng có thể là về đây cả bụi ấy. Khói bụi. Nắng. Kinh khủng luôn. Mình nghĩ là mình phải xuống cái tông già rồi. Okay. Tiếp theo sẽ là kem dưỡng. Thì mình đang dùng cái này. Cũng của Origins. Nó là kiểu ginseng, nó là kiểu vitamin C. Nó cái này thì chất nó hơi bị như là nhỉ, nó hơi bị nó hơi bị dày á, chắc là mình sẽ đổi qua dùng loại gel. Mình có mua loại, hình như là mình có mua cả loại gel nữa, nhưng mà mình hiện tại chưa tìm thấy nó đang để đâu. Ok. Rồi. Sẽ dưỡng mi. Mặc dù mình nói mi nhưng mình vẫn phải dưỡng mi, không nó sẽ dụng hết mất. Hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ hẹn chị nối mi đến nối mi cho mình. Bởi vì mình không thể nào đi chơi với cái bộ mi như thế này nữa. Nó rụng hết rồi. Mình giữ mi giỏi cực. Bộ mi này mình nối phải được tháng rồi ấy. Chưa mọi người. Mọi người thấy không? Một tháng rồi nó vẫn còn như này này. Đi xong thì mình sẽ phải bôi kem chống nắng. Mặc dù không đi đâu thì mình vẫn bôi kem chống nắng. Ở trong nhà mình bôi kem chống nắng. Just in case. Giá xấu. Thật sự là dạo này mình đã uống rượu nhiều nên giá rất xấu. Giá cũng đội đó. Mình sẽ phải bỏ nhậu thôi. Cô gái có niềm đam mê đi nhậu. Mình đang soi gương ấy, nên là mình đang nhìn ra đây. Sorry mọi người. Ok. Màn skincare buổi sáng chủ nhật đã xong. Và bây giờ mình sẽ đi dọn nhà. Sau đó mình sẽ cho mọi người xem nhà của mình. Còn hiện tại thì không đủ tự tin để show off căn nhà bừa bộn này. Ok. Chờ một tí nha. Không biết bao giờ mới gầy được. Có những cái người suốt ngày đủ ăn thế này. Có cái sữa chua nếp than nhé. Ngon. Anyway, bây giờ mình sẽ phải ngồi lựa vải, xem là sẽ lấy vải gì để làm cho nhân viên. Thì đó. Bây giờ mình sẽ ngồi lựa vải và ngồi đọc hợp đồng với bên thi công.
Chắc là sang tuần mình sẽ làm một vlog để đưa mọi người đi qua xem công trình. Thứ hai mới bắt đầu làm, nên là hôm qua mình vừa mới cúng xong, kiểu cúng khởi công ấy, cúng khởi công ở khởi công gọi là khởi công không phải động thổ thôi. Hôm qua mình vừa mới cúng khởi công xong rồi cho người lên gọi là đập một ít để mấy ngày, xong rồi ôi chiếc cây đáng thương của tôi, mình đi chơi hơi lâu ấy. Có những hôm mình đi chơi lâu là về nó chết hết, nó bị rụng lá. Anyway, bây giờ mình sẽ ngồi làm việc. Thì đến giờ mình nói là ngồi làm việc ấy, mình sẽ ngồi làm việc, mình sẽ phải ngồi chốt thiết kế, ngồi nói chung là thế. Cho nên bây giờ mình sẽ ngồi làm việc, ngồi chốt thiết kế, ngồi chốt một số kiểu đồ vải bóc các thứ để cho xưởng làm. Đó, ok, xong rồi. Xong rồi tí mấy giờ nhỉ? Mình sẽ đi lên cửa hàng. Hôm nay là mùng 1. À, video của mình lên rồi. Hello, mình đang đi cà phê với cô Linh. Nó quay lại chủ đề tiếp theo, đang tâm sự tình yêu. Chuyện nói chung là kiểu không thích. Nhưng mà nói chung là kiểu con trai nhiều khi mà nó giải thích lên nó sẽ kiểu chết rồi, bị ngu. Phải làm, nhưng mà kiểu như là phải nói như thế nào bây giờ cho nó hợp lý, kiểu như là nếu mà nói đúng quá thì nó lại không hợp lý lắm ấy. Giận ấy, nhiều khi chúng nó phải make up the story. Nói chung là nói chung là vẫn giải quyết được. Sao cũng được, tại vì em bực nhau, em giận em vẫn nhưng mà đã giải quyết xong rồi. Hello mọi người, mình đã về nhà rồi. Hôm nay nghĩa là quay vlog đi chơi với Linh. Nhưng mà thật sự là mỗi lần bọn mình gặp nhau thì có quá nhiều cái để nói, mà kiểu nói quên ngày tháng. Nó kiểu như là mình gặp nhau trước từ 4 giờ đến 9 giờ rưỡi mới về, mà vẫn kiểu ngồi 5 tiếng đồng hồ không nghỉ mồm một lúc nào luôn để mà quay ấy. Có quá nhiều thứ để update với nhau và có quá nhiều cái để chia sẻ. Và lần nào bọn mình gặp nhau cũng thế. Thế nên là không có thời gian để quay mà kiểu nói nhiều đến mức mà kiểu quên mất là mình phải quay vlog ấy. Thế là thôi, bọn mình đã have a good time as always. Lúc nào gặp nhau cũng kiểu như là like, you know, có một người kiểu suy nghĩ giống như mình, xong rồi có những trải nghiệm giống như mình, mặc dù em thì mới 17 tuổi. Thì giống như kiểu như là soulmate mà come in different form ấy. Không phải soulmate lúc nào cũng phải là yêu đương, nhưng mà nó là một người bạn. Anyway, mình đã make up xong, mình đã remove make up rồi. Mình đang đắp mặt vì lâu rồi không đắp mặt, là dạo này đang bị tắc lỗ chân lông rồi. Bây giờ mình sẽ đắp mặt xong rồi đi ngủ thôi. Ngồi làm linh tinh một lúc, xem phim. Mình đang xem replay 1988 lần thứ 2. Mình thấy đấy là phần hay nhất từ trước đến giờ đấy, trong cả 3 phần ấy. Thế là mọi người hãy check it out. Anyway, nếu mọi người thích video này thì hãy like, share và subscribe để đến với những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Good night.